Ở Việt Nam, một năm có bốn mùa, đó là mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Mùa xuân, trời ấm, nhưng một số ngày vẫn hơi lạnh. Mùa hè, trời nóng. Mùa thu, trời mát. Mùa đông, trời lạnh. Mùa xuân và mùa thu thường có nhiều lễ hội. Một năm có 12 tháng, tháng Giêng, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 có 31 ngày. Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày. Tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11 có 30 ngày.